Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem chiếc xe thùng bên 5 chân, 5 cầu chủ động, chở 20 kg tải lên cầu. Xem nó đi đơn giản như thế nào. Chiếc xe này sử dụng hai hộp số tổng 6 cấp tỷ số truyền cao, hộp số chính 3 cấp và hộp số phụ 2 cấp. Ngoài ra nó còn có hệ thống đóng ngắt cầu trước. Không thể thiếu hệ thống đóng mở vi sai 5 cầu giúp chiếc xe vượt địa hình khó khi cần thiết. Hệ thống thủy lực bao gồm bơm, bình dầu, xi lanh thủy lực dầu thủy lực 46 giúp áp suất bơm dầu lên tới 5 MPa.